Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Kính thưa quý vị, chuyện dài về Snowden còn tiếp diễn. Trong hoàn cảnh rút vào bí mật, Edward Snowden đã tuyên bố tôi không ở Hồng Kông hòng trốn tránh pháp luật mà để vạch trần tội ác khi trả lời phỏng vấn của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng hôm 12 tháng 4 tại một địa điểm không được tiết lộ. Snowden cho người phỏng vấn biết chương trình đồ sộ Prism của ngành tình báo mạng Hoa Kỳ đã thực hiện 61.000 vụ xâm nhập hệ thống máy tính toàn cầu, gồm cả 100 vụ đối với Hồng Kông và Trung Quốc, nhưng không liên can đến vấn đề quốc phòng. Tờ báo trên cho biết chưa kiểm chứng được những thông tin do Snowden cung cấp. Tướng Keith Alexander cầm đầu cơ quan do thám quốc gia nói tại cuộc điều trần ở Thượng viện. Chúng tôi cần xem xét lại quy trình tại sao một nhân viên hợp đồng cấp thấp lại có thể thu thập và rò rỉ các thông tin quan trọng như vậy. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chuẩn bị hồ sơ hình sự, tuy chưa chính thức truy tố hoặc đòi dẫn độ Snowden theo hiệp ước ký với Hồng Kông năm 1998. Tại cuộc điều trần Thượng viện hôm 12 tháng 6, tướng Alexander cho biết chương trình Prism đã giúp ngăn ngừa hàng chục âm mưu khủng bố. Ngoại trưởng John Kerry khi tiếp Ngoại trưởng Anh William Hague tại Khoa Thình Đốn cũng nói, nếu tôn trọng tư quyền, tự do và hiến pháp thì điều này sẽ được dân chúng hiểu và chấp nhận. Tuy nhiên, sóng gió vẫn xảy ra tại cuộc điều trần khi các nghị sĩ chất vấn mức độ nghe lén tất cả điện thoại và điện thư của người Mỹ, kể cả Tổng thống. Tướng Alexander nói, tôi không biết có cách nào để làm việc này. Hồi tháng 3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper bác bỏ nguồn tin Cơ quan Do thám Quốc gia đã thu thập thông tin của hàng triệu người Mỹ nên bị cáo buộc gian dối. Snowden nói, tôi không phải kẻ phản quốc, mà cũng chẳng là anh hùng. Tôi rất tự hào là người Mỹ. Tôi tin vào quyền tự do ngôn luận và đặt số phận trong tay người Hồng Kông. Cư dân Hồng Kông dự trù tuần hành trước Tòa lãnh sự Mỹ vào ngày 15 tháng 6 để ủng hộ cho Snowden. Nga đề nghị sẽ cho Edward Snowden tị nạn chính trị, nhưng chuyện dài Snowden không dễ kết thúc êm thấm, cũng như 6 vụ tiết lộ tài liệu mật đã xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.